Em mới theo cái lớp người mẫu đang cạnh tranh trực tiếp trong các cuộc thi với anh Thuận Nguyễn ạ. Ôi trà. Đi xem, đi giám sát với Thuận đi xem nào. Qua đây nè, qua đây. Sát vào. Không ấy, đi cách quốc luôn đi hai anh. Đó ha, em đang học trong lớp ạ. Trông uy như là trợ lý đi theo mà lo cho diễn viên đấy. Anh ơi, sao lại anh có trợ lý được? Anh đã hai đối thủ ngang ngửa. Khoa, em làm sao? Em đang rất tỉnh táo mà. Rất tỉnh táo để nói dạ. Câu này à? Dạ. Ủa anh ơi, em cảm thấy rất là sao ta? Cảm giác rất là thoải mái khi em mang cao gót mà em có một người cao hơn em. Không có người cao hơn, cảm thấy không thoải mái phải không? Hay sao? Em có nói gì đâu. Mà anh Thành, em thấy là số nào anh cũng đem cái búa ra, anh hù hết mà anh đâu làm gì được Henry đâu. Đâu, đưa cái tay qua, cái giọng qua coi. Trời đất ơi. Đây qua đi chồng, đây qua đi chồng. Cái em mặt... có tròn cũng phải để ý hình ảnh chứ. Không sao đâu. Hãy chào đón 5 người tham gia chương trình ngày hôm nay. Anh ơi. Hợp hơn á. Anh muốn được không? Em không có nói gì hết trời. Anh đang trống tay, anh muốn cầm cái gì đó. Trời ơi, em chỉ là giới thiệu cái gì khán giả thôi. Em có làm gì đâu, anh đang trống tay định cầm cho nó đỡ. Chả không có gì hết trơn á. Thuận Nguyễn, có thể giới thiệu bản thân mình cho quý vị khán giả xem chương trình được không? Xin chào quý khán giả, mình là Thuận Nguyễn, hiện tại đang là người mẫu, cũng đang là diễn viên tại sân khấu kịch Tí Giấy Trẻ. Rất vui khi được đến với chương trình ngày hôm nay. Ủa anh ơi, em cảm thấy rất là sao ta? Cảm giác rất là thoải mái khi em mang cao gót mà em có một người cao hơn em. Không có người cao hơn, cảm thấy không thoải mái phải không? Hay sao? Em có nói gì đâu. Mà anh Thành, em thấy là số nào anh cũng đem cái búa ra, anh hù hết mà anh đâu làm gì được Henry đâu. Không phải, chứ bây giờ kiếm chuyện. Mình đến với người thứ hai đi. Dạ. Khoa. Một người duyên dáng khủng khiếp. Đợt. Nói gì cũng buồn cười. Eo ơi, chết rồi, em tôi hôm nay trông rất là ngầu nhá. Chất. Ngày trước là chỉ có đơn giản một hai màu thôi, bây giờ sao mà tại nó... Em mới theo cái lớp người mẫu đang cạnh tranh trực tiếp trong các cuộc thi với anh Thuận Nguyễn ạ. Ôi trà. Đi xem, đi giám sát với Thuận đi xem nào. Qua đây nè, qua đi. Đi sát vào. Không ấy, đi cách quốc luôn đi hai anh. Đó ha, em đang học trong lớp ạ. Trông uy như là trợ lý đi theo mà lo cho diễn viên đấy. Anh ơi, sao lại có trợ lý được? Anh đã hai đối thủ ngang ngửa. Khoa, em làm sao? Em đang rất tỉnh táo mà. Rất tỉnh táo để nói dạ. Câu này à? Dạ. Dạ. Quý vị thấy Khoa ngon lành không? Đẹp trai không? Ba. Em rất là ấn tượng cả bốn bạn luôn. Hai bạn ở giữa là cầm mic kiểu là nó truyền thống. Nhưng mà riêng bạn đầu là cái kiểu này là há mồm hứng mic. Còn cái bạn trai cuối cùng thì không đưa mic, đưa hai ngón tay lên. Hứng hờ. Dạ, lúc đó anh tưởng hai mic. Nhưng mà thứ ba là cuối cùng là... Cuối cùng là hát có một mic ở đó. Thấy đầu tiên lên Thọ Nguyễn. Bây giờ là nói tiếp một tiếng đồng hồ là bạn đoạn đầu tiên là nuốt mic luôn này. Ồ, khỏi tay quá. Khoa, theo em thì bạn này đối với em có tiềm năng không? Thật ra nhìn em ấy múa đó, anh cảm giác như hai anh em mình có một cái nét tương đồng. Thật ra em là thuộc dạng múa văn nghệ, kiểu văn nghệ ở trường. Nhìn nó dễ thương lắm. Cái lúc đầu mà chưa thấy em á thì anh cũng hơi thấy tương đồng rồi. Nhưng em sau khi em múa xong là nó lại càng tương đồng nữa em à. Ra múa ngay. Mà em phải lên luôn. Đi ra xin múa ngay. Em phải cho khán giả biết múa nói dễ là thương là được. Cái gì. Ừ. Mở cái nhạc hồi nãy luôn anh. Mở cái nhạc hồi nãy. Đúng. Đây, vô. Múa dễ thương. Em giống như là người bình mới tập đi lại á Khoa. Không, tại bé múa cái giai điệu nhanh. Cho nên em phải múa cái giai điệu chậm để cho nó có sự hòa hợp. Nó một cái chuyện vô lý như vậy mà có thể nghĩ ra để mà nói hả Khoa? Tại anh nghe cái nhạc giai điệu nó nhanh thì em múa nhanh. Nếu mà hai người cùng nhanh thì nó sẽ nhanh quá. Em nhanh anh phải chậm lại. Đi về ngay. Mời vô. Mạc Văn Khoa đưa 9.000 điểm. Bản thân em thích là em làm mà sau
mấy người sau thích thì cũng làm luôn. Thì hết điểm rồi làm sao được nữa. Nhưng mà anh thích em rồi. Nhưng mà vòng 1 không có ai chơi cái kiểu này ấy. Đúng, vòng 1 là người ta đưa điểm thấp nhất không à. Người ta kiểu như là người ta ngắm. Bây giờ này, cho anh một cái lý do mà em cho rằng là bạn này có thể hát hay. Em đặt niềm tin vào cái lý do gì? Cái vòng đầu tiên, khi em chỉ cần vừa hát lên á, là anh đã có một cái gì đó nó tương đồng với giọng hát của em rồi. Và cái gì cũng tương đồng. Người ta múa cũng tương đồng mà hát cũng tương đồng. Thật sự người hát hay á, chỉ cần nghe một chữ hai chữ thôi lại là bởi vì em nghe nhạc từ rất lâu rồi. 9.000 điểm này em không bao giờ hối tiếc dù những người sau á có hát hay hơn em. Vâng, anh khoa là... tương đồng. Ok, đấy. Em nó hát chuẩn thì coi như là tương đồng nhá. Em nó hát không chuẩn thì tông vào tường nhá. Anh cảm thấy rằng là quá tương đồng khoa. Thật sự là một sự lựa đúng chọn anh, sáng suốt. Cái giai điệu này kế bên nhà em luôn anh ạ. À, kế bên luôn hả? Đúng rồi. Nhà em ở đâu mà giai tại điệu này kế bên? Tại đây là dân ca quan họ Bắc Ninh mà nhà em thì ở Hải Dương. Bắc Ninh, Hải Dương nó liền kề nhau. Tương đồng quá em ơi. Tương đồng quá. Chết, em chưa khoa. Em chết từ lúc cầm cái mic rồi anh ạ. À. Bước ra đây đứng kế bên coi. Kìa. Cái chân nó run rồi kìa. Đấy, nó run chân rồi kìa. Dù gì thì tới bây giờ cái số 9.000 điểm thật sự từ lúc đầu bấm chưa bao giờ hối tiếc hết đó. Bởi vì lúc đầu xuất hiện thì rất là lầy xàm. Sau đó là có một cái cảm giác gì múa rất là văn nghệ ở trường cấp 3, cấp 2 gì đó. Xong rồi khi xuất hiện hát, trời ơi, nó bàng hoàng xúc động quá. Nó làm đưa em từ cảm xúc này tới cảm xúc kia rồi. Em đang ngồi ở kia rồi, ra đây được đứng gần. Bây giờ được nắm tay một cái nữa thì trời không còn gì bằng anh ạ. À. Cái này không phải em nhiều khi mình nói bắt đầu mình bị tiến triển cái cảm xúc, nó theo cảm xúc quá. Nó phải có cung bậc, nó đi từ từ. Nhưng mà em chỉ nhỉ? Nắm tay em không ôm đâu. Ừ. Đối với anh em thì nắm tay cũng là chuyện bình thường thôi ạ. Không có thì gì hết. Bây giờ nó bình thường mà, chỉ là một sự gọi là chúng mình hợp tác vui vẻ đó để đấu lại. Không, đây kia là bắt tay, nắm tay nó khác. Thế đây đây, bình thường nắm tay là tay phải thả xuống. Thả xuống. Xong là mình cũng không có sỗ sàng quá. Từ từ mình đâu tại đâu thôi đi về đi, được rồi, thế được rồi, về nhá. Em xin cảm ơn anh Thuận Nguyễn cũng như chị Tiền Mập và em sẽ lựa chọn về đội của anh Thuận Nguyễn ạ. Cuộc đời nó vậy á. Mỹ nhân khó qua ải nhan sắc ghế. Cảm ơn em. Tôi nói rồi. Trời ơi. Đâu đưa cái tay qua cái giọng qua coi. Trời đất ơi. Đây qua đi chồng, đây qua đi chồng. Cái em mặt... có tròn cũng phải để ý hình ảnh chứ. Không sao đâu. Nếu mà em biết anh ấy cao như này chắc là em không chọn anh ấy đâu. Bởi vì tiếng em nó hơi nhỏ, nhìn chắc không hợp lắm. Anh Đức hợp với em. Chịu không? Thôi ạ. Thôi. Chỗ con trai đẹp tôi cao vậy cũng chịu. Đồi thấp hơn trời thì cái bà Harry bà muốn tôi cao vậy còn không được. Đúng. Thôi đi về đi. Đi về đi. Hết hồn.